Rất vui được gặp lại quý khán giả trong bản tin nóng 24 giờ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ninh Thuận đối mặt với nguy cơ hạn hán sớm. Bắt 7 đối tượng đánh kiểm lâm cướp gỗ tan vật. Cảnh giác thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định mùa khô năm 2020 có thể sẽ khắc nghiệt, lượng nước trên các sông thiếu hụt, hạn mặn xâm lấn sâu hơn so với những năm gần đây. Nhận định dòng chảy trên sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 2 và tháng 3 ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, và năm 2016 khoảng từ 5 đến 20%, tình trạng xâm nhập mặn đang ở mức rất cao. Và sau đây là tình hình dự báo xâm nhập mặn sẽ diễn ra vào tuần tới từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 2. Do ảnh hưởng của kỳ triều cường, xu thế xâm nhập mặn tiếp tục tăng cao. Chiều sâu ranh mặn 4 gam trên đích trong kỳ này có khả năng như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây phạm vi xâm nhập mặn 90 đến 95 km, tương đương cùng kỳ năm 2016. Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại phạm vi xâm nhập mặn 50 đến 53 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng từ 3 đến 5 km. Sông Hàm Luông phạm vi xâm nhập mặn 71 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 11 km. Sông Cổ Chiên phạm vi xâm nhập mặn 65 km, tương đương cùng kỳ năm 2016. Sông Hậu phạm vi xâm nhập mặn 61 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 2 km. Sông Cái Lớn phạm vi xâm nhập mặn 60 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 2 km. Thưa quý vị, chưa năm nào đón Tết Nguyên Đán xong thì người dân phải lo đối mặt với tình hình thiếu nước sản xuất và sinh hoạt như hiện nay. Và điều này không chỉ xảy ra tại các tỉnh miền Tây mà hiện còn là mối lo tại tỉnh Ninh Thuận, một tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ của nước ta. Vâng, đúng là như vậy. Và những thiệt hại của mùa khô hạn năm nay đã bắt đầu lộ rõ tại Ninh Thuận. Thời tiết nắng nóng liên tục khiến cho nhiều vùng sản xuất đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng. Người nông dân phải gồng mình tìm mọi cách để có nước cứu cây trồng vật nuôi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại địa phương này. Tuy chưa vào cao điểm mùa hạn nhưng hồ Ông Kinh ở xã Nhân Hải, huyện Ninh Hải vốn có dung tích thiết kế 800.000 mét khối nước, cung cấp nước sản xuất cho hơn 200 hecta nho, hành, tỏi đã trơ đáy từ nhiều tháng nay. Để cứu cây trồng, nhiều hộ đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để đào ao, khoan giếng lấy nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn khoan trúng được mạch nước ngầm. Khoan một lỗ là có gì là mấy cả 20 triệu một lỗ, lỗ là có 44 mấy mét. Nhưng mà có lỗ có nước, có lỗ không. Không có nước thì bắt buộc phải đi bỏ, đi phang lỗ khác. Giếng đào trữ nước cũng cạn kiệt khiến gia đình ông Nguyễn Hùng và những hộ nông dân khác ở địa phương đang lâm vào tình cảnh có đất mà chẳng thể canh tác. Hơn 2 sào hành tím của gia đình vừa qua cho năng suất rất thấp vì thiếu nước tưới. Sắp tới ông Hùng phải bỏ hoang đất, đi tìm công việc khác để sinh nhai vì thiếu nước sản xuất. Cái lượng mưa rất thấp. Đường đi hành là chỉ bà con khắc phục là đi đổ nước là từng cái tẹt nước qua làng chưa vô. Để ứng phó với hạn hán, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng đường ống dẫn nước hơn 11 km từ xóm Bằng dẫn nước về cung cấp cho 3 khu vực tưới của địa phương. Nhưng hơn một tháng nay do thiếu nước đầu nguồn nên không thể bơm về khu vực hồ Ông Kinh. Hiện nay là đã chỉ đạo cho các địa phương, nhất là ngành chuyên môn rà soát lại các cái, nhất là nạo vét hệ thống kênh mương này, rồi các cái công trình thủy lợi cũng cho sửa chữa, tu sửa, rồi để mà khai thông cái dòng chảy. Không chỉ có huyện Ninh Hải, hiện nay tại một số khu vực của huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Bác Ái, Thuận Bắc, tình trạng thiếu nước sản xuất cũng đang diễn ra ngày càng gay gắt. Lượng nước khan hiếm đã khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp phải dừng sản xuất. Ước tính trong vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh Ninh Thuận có khoảng 7.500 hectare đất lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản phải dừng sản xuất do thiếu nước. Xin được chuyển sang thông tin về tai nạn giao thông. Chiều qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô đã xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nhiều người bị thương. Nguyên nhân của vụ tai nạn này xuất phát từ việc một trong hai xe ô tô đã chạy với tốc độ rất nhanh, chao đảo liên tục. Thời gian xảy ra vụ việc trên thì có nhiều xe đang di chuyển nên mọi người đi đường một phen khép vía.
Cụ thể, khoảng 16 giờ 45 phút, chiếc xe bán tải chở 5 người đàn ông mang biển số 48C00258 chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Bình Thạnh về Linh Xuân. Khi còn cách cầu Gò Dưa 300m thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thì bất ngờ chạy loạn choạng rồi tông vào đuôi xe ô tô biển số 51G36397 chạy cùng chiều phía trước. Sau va chạm, chiếc xe bán tải tiếp tục mất lái lao qua bên trái, trèo lên giải phân cách rồi tông ngã hai cây xanh. Chiếc ô tô này chỉ dừng lại khi đã bị lật ngửa 4 bánh lên trời. Tai nạn làm cả 5 người trong xe bán tải bị thương phải nhập viện cấp cứu, còn phương tiện này nằm bên giải phân cách, cả hai chiếc xe ô tô đều hư hỏng. Những thông tin công an quận Thủ Đức đã có mặt xử lý hiện trường điều tra nguyên nhân. Nhân chứng cho biết các người ngồi trên xe ô tô đều có dấu hiệu say xỉn, khi dừng đèn đỏ cách hiện trường vài trăm mét thì xảy ra tình trạng giành nhau điều khiển phương tiện. Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ được 7 đối tượng để điều tra làm rõ vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và tấn công trạm phó trạm kiểm lâm số 7 của vườn quốc gia Gióc Đôn bị trọng thương để giải cứu đồng bọn và cướp phương tiện tẩu tán tang vật. Mặc dù vấp phải sự chống trả quyết liệt của nhóm đối tượng, nhưng hai cán bộ kiểm lâm vẫn giữ lại được nhiều tang vật cũng như kịp thời ghi lại hình ảnh của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Sau khi nắm thông tin có xe máy vận chuyển gỗ từ vườn quốc gia Gióc Đôn ra vùng đệm, tổ tuần tra gồm anh Ngô Lê Nhật Tiến, trạm phó trạm kiểm lâm số 7 và anh Nguyễn Văn Triều, kiểm lâm viên đội kiểm lâm cơ động của vườn quốc gia Gióc Đôn tiến hành đuổi theo. Đuổi được hơn 5 km, hai anh phát hiện một nhóm 7 đối tượng đang dùng nhiều xe máy vận chuyển gỗ lậu. Lúc này tổ tuần tra yêu cầu dừng lại, nhưng các đối tượng không chấp hành mà dùng dao và gậy tấn công kiểm lâm. Trong quá trình khống chế một đối tượng, anh Tiến đã bị các đối tượng lao vào chống trả quyết liệt và dùng gậy đánh trọng thương vào đầu. Chúng tôi chạy tới và bảo gì hô dừng lại, cái là các đối tượng là lùi ra xa, bắt đầu là lùi ra xa, và hai xe phía trên thì bắt đầu là hất gỗ. Tôi với đồng chí Triều là thấy đồng chí Triều chạy lên là tôi cũng lên hỗ trợ cho đồng chí Triều đó là để là ngăn chặn không cho các đối tượng là tẩu thoát tang vật và xe. Thì lúc trong lúc giằng co thì tôi vừa quay lại thì đã bị đối tượng dùng vật cứng ném, và tôi không kịp ấy, là lúc đó là tôi gục. Thì sau nhận được tin báo trên thì chúng tôi đã triển khai các lực lượng. Một là cái công an của xã Cư Mờ Lan, lực lượng công an chính quy hiện tại đã có mặt tại đó. Thứ hai nữa là cái công an thị trấn, và ba cái là đội cảnh sát kinh tế. Thì những cái đối tượng này thì qua là cái thông tin thì chúng tôi được biết là toàn là người dân tộc ở tại buôn B2 của thị trấn Ea Súp. Thì sau đó xong thì một mặt thì chúng tôi sẽ ra tại hiện trường, thứ hai nữa là tập trung các lực lượng là truy xét những cái đối tượng này. Sau gần 4 giờ điều tra, công an huyện Ea Súp đã làm rõ bắt giữ 7 đối tượng gây ra vụ việc trên. Chúng gồm Y Hờ Giọc Siêu 34 tuổi, Y Nghĩa Nghê 24 tuổi, Y Vinh Siêu 17 tuổi, Y Win Hara 25 tuổi, Y Sinu Hara 24 tuổi, Y Ple Siêu 20 tuổi và Y Pro Adon 17 tuổi, cùng trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp. Hôm kia đi rồi tới đó là nằm một đêm chỗ chuồng trâu, là nằm một đêm rồi sáng dậy rồi tầm 10 giờ 11 giờ cắt cái cây đó là về thôi. Hiện công an huyện Ea Súp đã thu giữ 4 hộp gỗ tàn vật, 5 xe máy và 1 cưa lốc. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.